này cũng như những cái nhà kia. Đây làm bề ngang 4m, dài 8m. Đây có làm thêm cái nhà trái để nấu ăn là ngang 3m, dài 6m nữa. Đây thì vào trong để hỏi thăm chúc mừng chú. Dạ con chào chú. Dạ chào chú. Dạ chú vào trong đi chú, vào trong nhà đi. Mở kẹo ăn đi con. Ăn thử coi ngon không? Cắn ra đi. Vô đây nè, vô đây nè. Vợ chú đâu rồi? Ở đi xóm mồi đi sáng giờ chưa thấy về nữa. Vô đây. Vô đi. Các cái nhà xong rồi chưa thấy vui không? Vui mừng lắm. Dạ. Mừng hết nước mừng luôn rồi. Vậy hả? Cũng cách được cái nhà cũng có là gửi cảm ơn cấp quân rồi thầy sĩ rồi phải trợ cho được tôi được cái nhà thì nó ấm lắm. Dạ. Rồi ngày sau này mình mang á, không có lo chủ nhà nó chỉ có cái con nó học rồi mình ăn nữa. Dạ. Không có chủ nhà thì hết mình hết lo. Các nhà xong là yên tâm rồi ha. Yeah. Thì đây con đọc lại tên cô bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ gia đình của chú ha. Đây cô Diệu Ngọc, hôm trước cũng có tài trợ 25 triệu đồng để con làm lại cái ngôi nhà cho chú. Rồi cộng thêm anh Quốc Ông 100 đô, cô Ánh, cô Mai, cô Định 300 đô để làm lại cái nhà trái, nhà bếp á, nấu ăn. Ở đây cô Quỳnh Thị Hà cũng có gửi thêm 300 đô Úc nữa để con lót lại cái nền cho chú. Thì ngôi nhà bây giờ nó cũng cắt, nó cũng xong rồi. Thì cũng lót gạch làm nhà trái để nấu ăn. Thì ngôi nhà giờ gần như là đầy đủ rồi đó. Đầy đủ rồi. Dạ. Chứ thì gửi cảm ơn các cô bác Mạnh Thường Quân ở nước ngoài á, giúp đỡ gia đình của chú. Giúp đỡ gì cũng cảm ơn vậy lắm. Dạ. Không biết gì giờ được cái nhà quá trời mình. Có từng nghĩ mình ở được trong cái ngôi nhà đẹp vậy không? Nghĩ cho không có mần cũng không được đâu. Dạ. Nếu mà cho được cái ngôi nhà thì mình... Tại vì ở đây mình làm ngày nào để ăn hết ngày đó à? Đúng rồi. Có ruộng, có nương thì đỡ ở đây. Rồi có công ngoài đất đó mình mà đắp đổi thì có người ta nhưng mà mướn mặn mình cứ mặn thêm, phụ vô chứ không không đâu được. Ở dạ. Thôi mình đói rồi. Tới vụ người ta xạ thì mình đi, người ta mướn mình đi xạ. Dạ. Xạ rồi đánh đường nước, rồi tới vụ xạ rồi cái người ta dặm á. Dạ. Anh em á thì người ta mướn dặm, còn người dân người ta đâu có mướn. Bị thấy cái bệnh á. Dạ. Mà cũng không được mạnh nữa. Rồi anh em phải thấy từ nghiệp đi cậy mướn lại. Vì con cũng chúc mừng gia đình chú ha. Có cái ngôi nhà mới ở rồi, ấm cúng rồi, gắng lo làm để lo cho mấy đứa nhỏ đi học tới nơi tới chốn. Thì có khi người ta nói ha, không có an cư thì đâu có lạc nghiệp đâu. Ngày hôm nay ngôi nhà cũng cất ổn định rồi, gia đình cũng khỏe lo, mỗi khi trời mưa tới thì ngủ cũng ngon hơn nữa. Mỗi lần mưa ngủ ngon không? Mỗi lần mưa thì vợ chồng con cái chạy ra nhà sau hết trơn rồi đâu chứ. Nó dọn rồi nó siêu, gió lại nó siêu như mà cây mình đưa giống vậy đó. Sợ sập hả? Sợ sập. Dạ. Con nó còn nhỏ. Đi hai vợ chồng bồng đứa chạy nhà đi nhà sau hết trơn. Dạ. Nhà sau thì nó mới cứt chừng 2-3 năm nay nó còn cứng đỡ. Dạ. Nhà bự dở rồi đó, cắt cũng mười mấy năm rồi. Rồi đây nhà cửa ổn định nè, chú có dự định cho tương lai không? Dự định mà mình mặn cái đâu thì mình tính cái đó về, chứ dự định thì dự định chưa được. Nhà có ruộng đất gì không? Không có, công ngoài đất à. Làm cũng đủ gạo ăn đó hả? Dạ. Cái đó như ở đây mấy anh em cất nhà thợ, cất nhà xong cho gia đình của chú á, cũng có gửi tặng cho chú 20kg gạo. Mấy anh em mà làm cái nhà này nè. À. Cũng gửi tặng 20kg gạo, giống như là cũng ghi nhớ cái ơn mà gia đình của chú làm cho mấy anh em ăn mấy bữa cơm đó. À. Dạ. Cho gửi lời cảm ơn mấy chú. Dạ. Mà nhà đó cũng cảm ơn nhiều lắm. Dạ.
Tiếp mà nhà bị mau khách hàng. Nhiệt tình không? Nhiệt tình. Dạ. Mà tới từ bữa, mà nhà tôi đầu tiên đó, mà tới tối luôn á, 4 giờ luôn á. Dạ. Mà chưa gọi nữa. Nghĩ là qua người hôm qua, mà hôm kia, mà nhà kia, rồi lại mới bấm băng mấy cái dít nữa mới rồi. Dạ. Con đợi tí xíu con gan lấy gạo vô cho chú nghe. Đây con cũng có gửi cho chú 20 kg gạo đó. Đây có mấy anh em làm nhà gửi cho chú. Cho gửi lời thăm đó là cảm ơn mấy chú tiếp mần nhà. Dạ. Yeah. Cảm ơn nhiều lắm. Có gạo cho gạo rồi mần nhà. Đây mình đi vòng nhà nghe. Thì nhà chú cũng được rộng rãi lắm. Nó làm bề ngang 4 mét dài 8 mét. Yeah. Thêm cái nhà trái nấu ăn nữa. Thấy rộng rãi rồi. Dạ. Ở đây mình nhà mình 4 thành viên hả? 4. Hai vợ chồng, hai đứa con. Dạ. Có tính đẻ thêm đứa nào nữa không? Không, không, hết rồi. Nghỉ rồi. Đứa này muốn chơi rồi, không dám đẻ nữa. Dạ. Sợ rồi ha. Sợ rồi. Thôi mà hai đứa thôi đủ nuôi rồi. Một trai một gái là quá im mà. Dạ. Đây là cái nhà... Nhà bếp thôi. Nhà bếp hả? Hồi trước hả? Cái này mình sửa lại để nấu ăn sửa. Củi cũng được nè. Thì cái này để sửa lại nấu nấu ăn củi đó. Dạ. Chú Thiện nó cho đâm ra sao này mình nấu cơm củi, khói nó đóng rồi mau hư lắm. Dạ. Rồi bây giờ mới xin cái trái rồi mình nấu kiểu riêng chỗ này. Để bên hông đi rồi sau này có làm ăn mà mua đất được đó thì để lúa trong này. Mua rồi có ngày sau thì mình có gì đâu, để trước là cũng được, còn cái này mình nấu nồi nấu bằng củi thì nó hư cái nhà tựa ở nhà thiết. Nói chứ cơm mà nấu củi ăn cũng ngon lắm nghe. Dạ. Dạ. Có cơm cháy rồi ngon lắm. Dạ. Lâu lâu thèm ăn có cơm cháy nước cơm rồi ha. Dạ. Rồi giờ nấu cơm mà nấu cơm bằng điện bây giờ đâu có được nước cơm chan ăn đâu. Dạ. Hồi xưa thì nấu cơm bằng củi có nước cơm là chan ăn. Kiếm hiếm lắm. Thì giờ mình nấu lại nồi củi. Bây giờ nấu lại nồi củi vợ con nó đó thôi, mắc mà công chuyện rồi do rồi ghim bỏ đó rồi đi mằng cá rồi lặt rau rồi nó cũng có phương tiện đó, nói nào ngay đi cái đó. Dạ. Ở đây thí dụ như mình kiếm cá, kiếm rau rồi ăn dễ không? Tháng này hơi khó một chút. Tháng nước thì dễ ha. Tháng nước thì đi văng tay mà là có gô ăn mệt á. Dạ. Ở trên đó là cái xà nang mà để xúc cá hả? Rồi đúng rồi. Dạ. Cái đó cũng hiếm, hiếm có nhà có luôn. Hồi đó mặn, đang mặn rồi làm vậy đó, tính nứt rồi cái chợ lại bệnh với không có mặn bỏ tới giờ luôn. Dạ. Thì cũng êm, đây nhà mình, đây nhà bếp để nấu ăn nè. Nhà trước để ngủ. Rồi có gì thì chú lợp lá rồi lại thôi. Cái này thấy gì ở cũng được 2 3 3 4 5 mới có lợp lại. Dạ dạ. Rồi mấy đứa gắng học nha con. Ha. Có nhà ở rồi mừng không con? Có nhà ở em mừng không? Mừng. Dạ. Nhà của chú thì mấy chú của con sẽ qua đây câu điện rồi cho ha. Gia đình thì cũng yên tâm cái phần đó nữa. Câu điện rồi cho xài. Ở đây là cái nhà trái. Cái này là sợ mưa nãy dọn để vô đây hả? Dạ. Còn miếng thiết này cho chú tiếp mần nhà đó rồi cho miếng tiếp mần cửa này nè. Dạ. Mà chưa được mần đó. Đóng cây, đóng khuôn ấy mình mua vít bắt vô cây làm cái cửa này. Dạ. Cũng mấy chú lại đây nó cho chú một miếng mần cửa này đi. Dạ. Ở đây cây nước hôm trước mình bơm tay phải không? Dạ. Thì giờ bây giờ có điện rồi mình cho cái mặn nó bơm xài rồi nó cũng thoải em quá ha. Cũng em thoải mái lắm. Mình muốn gì đồ cái nếu mà mình xài sợ cấp điện á. Dạ. Mình có luôn kiểu gì nè. À. Đầy đầy đó. Để đây, để đó mình có mình xài hoài. Chừng nào cúp điện cái mình có nước chung kiểu này xài. Dạ. Chứ mình xài mà không thủ rồi gửi cúp điện bậy bạ ai biết được. Dạ quá khỏe rồi. Bà con miền quê mình mà có cái nguồn nước sạch để xài là quý lắm. Dạ. Tại vì sông bây giờ nó cũng ô nhiễm nhiều đó, dạ. Xài cũng không êm.
Rồi sau này rồi đàng hoàng cái mình chọn dẹp sạch sẽ đàng hoàng, đâu có để từ lưa gì được nữa. Dạ. Ở đây có chỗ để ấp chén rồi ha. Rồi để ấp chén rồi. Dạ. Vậy thì con cũng chúc gia đình của chú sau này làm ăn ngày càng phát triển nha. Yeah. Hy vọng là sau này có tới thăm thì gia đình cũng khấm khá hơn. Yeah. Rồi tắt được rồi chú. Rồi rồi. Im quá rồi, có máy bơm rồi bơm. Hôm nay con tới đây thăm gia đình của chú ha. Cũng chúc chú, gia đình, mấy con thật nhiều sức khỏe. Chúc gia đình luôn gặp nhiều may mắn nha. Hôm nay tới đây quay phim mà cũng mừng lắm. Thấy gia đình giờ đây cũng ấm cúng đầy đủ tiện nghi rồi. Có nhà, có lót gạch, rồi có cây nước là xài. Dạ. Cảm ơn nhiều. Thôi vậy con cũng xin phép con về luôn nha chú. Dạ. Bye bye con, gắng học giỏi nha. Ủa hai đứa này có sanh đôi không? Không. Này mới có 6 tuổi rồi, nhớ 7 tuổi. À, 51 ha. Thì lớp 2 7 tuổi, con lớp 2 7 tuổi. Không phải à, lớp 6. Bye bye chú con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.